Cảm ơn. Anh làm gì anh? Làm hoa. Hi, chào mọi người. Hôm nay mình quay clip cho mọi người xem. Hôm nay Hội Thánh mình tổ chức thi nấu ăn nha mọi người. Có ban trung tráng niên, rồi ban thanh niên, cùng với thiếu niên nha mọi người. Rồi ban phụ nữ thi nấu ăn. Chắc nữa mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nha. Họ nấu ăn như thế nào nha. Mình không nấu ăn, mình chỉ quay cho mọi người xem thôi nha. Các bạn cũng theo chân mình đi coi họ nấu ăn nha mọi người nha. Thôi, let's go. Đi thôi. Đây mọi người, bên Hội Thánh của mình đây. Đây là nhà nguyện nha mọi người. Đây mình quay cho mọi người, chi tiết cho mọi người xem nha. Đây trong bên trong nó hơi tối nha, mọi người thông cảm nha. Đây có ban phụ nữ nha mọi người, làm ẩm thực. Đây đầu bếp kìa. Đây là bà đầu bếp nha. Đang làm món gì đây? Món xào. Xào gì? Mì xào. Ôi mì xào nha mọi người, đây là mì xào. Cà rốt, cà rốt màu đỏ à? Ôi món ngon. Chập nữa sẽ thưởng thức như thế nào nhá. Rồi mình sẽ tới lượt bên trung tráng niên nha mọi người. Đây nè. Đội đây là làm món gì đây? Đang làm món gì? Gói rồi với làm. Đội này là làm món gói nha mọi người. À có tay heo rồi. Đây tay heo nha. Đây tay heo nha mọi người. Cái này mới luộc. Ôi. Anh. Cái này làm món gì đây? À làm gói. Này là món gói nha mọi người. Đầu bếp. Ơi đầu bếp. Hơi tối nha mọi người. Cái này là món gì đây hả? Coi là chà ram hả? Gọi là món chà ram. Cái này hơi đẹp này. Cái nào đẹp? Ăn được chưa? Thưởng thức được chưa? Chưa. Sao lại chưa? Làm xong rồi sao lại chưa thưởng thức được? Chưa nấu hả? Chưa chín hả? Sao mà mềm rồi? Nấu đi. Đây hả? Bao nhiêu? Ui. Đang chiên nha mọi người. Đang chiên. Chà ram. Đây mẹ em đang chiên chà ram nha mọi người. Mì bếp làm đầu bếp. Siêu ngon. Ôi mùi quá, mùi ngon quá. Thơm chưa? Ôi anh mà đang gọi. Làm cái chà ram. Cắn mạnh lên chứ. Đây, cầm dùm. Mạnh lên. Cho nó đều chứ. Hôm nay lâu rồi gặp. Ui, đội mình chắc là đội mình sẽ chiến thắng rồi. Phải cố gắng thôi. Cố gắng lên nha. Cố gắng lên anh em. Có một đội. Và đội đây nữa. Hai đội. Còn đội bên kia là đội thanh niên nha mọi người. Không biết đội thanh niên đang làm cái gì, sao ít người thế. Đây thanh niên. Ôi món ban thanh niên rất là ngon, rất là hấp dẫn. Có cả đầu cá hồi. Ui xưa. Ngon thế. Đào bếp.
ăn được cái này không? Ăn được chơi. Cái này làm lẩu à? Ui, lẩu ngon, nấm. Ồ, nấm đẹp thế. Cái này nấm gì đây? Nấm ngon này. Cái này ăn xong ăn tươi. Ờ, gia vị. Nước mắm. Món lẩu. Món lẩu phải có cái bún. Ui, ăn thử. Em, ăn thử em. Nếm thử cái bún này. Ngon, chắc ngon hơn. Thử được mắm nha. Chăm thử được mắm nha. Ngon hơn nha. Ui. Chưa có cái thứ này là đã ngon rồi. Gì đây? Ui, đặc sản biển. Ban thanh niên là hấp dẫn nhất. Không biết là ban nào sẽ ngon hơn. Mình là thuộc về ban trung tráng niên nha mọi người. Chắc là ban trung tráng niên là ngon nhất. Ôi giời. Bên nào cũng tập trung bên trung tráng niên hết. Ôi. Đưa 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 đưa. Chưa được nếm. Chưa xong mà đã nếm rồi. Rất là ngon, rất là ngon. Lu đây hôm nay hay cho tao không mà tao hay. À lu bắt lu đấy. Đây nè. Ngon nào cũng ngon hết. Anh lên đây. Đông. Anh lẻ, đây điện lẻ. Ai cơ? Ai cơ đấy? Nó mát đêm, mát nam rồi. Ờ, một đêm. Anh làm gì anh? Làm hoa. Làm hoa. Làm hoa tặng cho ai? Làm hoa để tặng à? Hay là để làm gì? Để cắm cho đây hả? Ui, cắm cho đây đẹp thế. Đúng là đẹp thật. Hoa làm ớt nha mọi người. Xong chưa? Chắc là ngon ghê. Thèm quá. Ui, siêu ngon. Rất là ngon luôn. Đây, cái nắp khổng lồ. Ừ.
Cái này đi món này. Tai heo mạch như lệ chẳng lắm bên em lệ tôi sẽ bắt đọc còn lệ nhiều hay thư tranh và đang gọi là gọi chua vào dòng cái này cái món cha đang cha đang tay nào quý rất là ngon cũng là rất đi sản của đi làm đấy được làm đấy răm chín phần trăm mới như điểm sao mà chín điểm này món mì xào Hàn Quốc không phải mì xào sao đi Hàn Quốc cay do mì ngọt thì nên bớt đi cay ngọt nhưng mà không phải nếu mà ngọt với cay á nó đẹp nhau đấy Mắm này.
Tiếp nhé, nhớ đón xem clip của mình nhé mọi người. Xin cảm ơn tất cả các bạn.